Đừng sợ, tôi chỉ hỏi thường ngày định tới đây làm gì và có hay gây chuyện với ai không. Dạ anh Đình, anh hiền lắm anh. Ai ở đây cũng thương anh hết á. Anh không có gây sự với ai hồi nào giờ đâu anh. Ngọc Anh, cô gái bạn học cùng lớp của Định sao lâu tới như vậy? Gọi cô nghe coi xem tới chưa. Tới rồi. Em cứ tự nhiên nha. Dạ. Em cứ vô đi, đừng có lo, không có việc gì đâu nha. Dạ cô. Ừ, vậy thôi cô đi nha. Dạ em chào cô. Ừ. Chị Nga. Chị Ngọc Anh, chị đi đâu đó? Em đưa My vô làm việc với họ. Chị có hẹn với phụ huynh phải đi liền. Một chút chị quay lại. Dạ. Cô đi nha. Dạ em chào cô. Đi em. Chị, nhưng mà em sợ quá à. Đâu có gì đâu phải sợ. Đi. Người ta thẩm vấn sao vậy chị? Hồi đó giờ em sợ công an. Em yên tâm đi, đâu có gì đâu mà sợ. Người ta hỏi gì thì nói nấy thôi nha. Dạ. Đi. Hỏi từ từ đi. Em biết rồi. Chị vô đi. Cháu vô đây ngồi đi. Em vô ngồi nói chuyện với mấy anh đi. Xin phép anh, em sẽ đi gặp mấy anh công an liền. À, khoan đã cô. Cô chờ tôi nói hết chuyện đã. Cô đừng vội báo công an như vậy, ảnh hưởng tới sự an toàn của con gái nhà tôi đó. Anh nói như vậy mà anh nghe được đó hả? Anh chỉ nghĩ tới con anh mà không nghĩ tới con người khác. Cô nói gì kỳ vậy? Tôi chưa nói hết chuyện mà. Cô hãy bình tĩnh, còn nhiều thông tin rất là quan trọng. Cô ngồi xuống đi. Dạ,
Em xin lỗi. Nói thật, tại em đang bức xúc quá. Em định là một học sinh ngoan, hiền lành, chịu khó, chưa bao giờ gây gổ với ai. Vậy mà bị đánh tới nằm chờ chết ngay vào ngày sinh nhật của mình. Tôi biết. Cháu Mi nhà tôi cũng đã khóc hết nước mắt. Nhưng cô biết không, ngày hôm qua trên đường đi học về, cháu Mi cũng bị nhóm ba cậu học sinh lớp 12A3 chặn đường hăm dọa một lần nữa đó. Anh, cô bình tĩnh, hãy nghe tôi nói hết. Thành ra tôi mới bàn với cô để tìm cách nào đó chúng ta vừa cung cấp thông tin cho bên cơ quan điều tra và vừa có giải pháp an toàn cho cháu Mi nhà tôi nữa. Thầy cho Khang Di, Cường và Hùng lên nhâm phòng gặp. Dạ, được rồi. Thằng chó đâu vậy? Đi cho tao ngủ coi. Thằng chó nào ở đây hả? Khang Di, tôi gọi em. Em đứng lên. Cả Hùng và Cường nữa, đứng lên. Tôi gọi em có nghe không? Đứng lên và đi ra khỏi lớp. Đi đi đi. Chút thì lại đang lấy em thôi mà. Hùng, Cường, ra khỏi lớp luôn. Đã biết bao nhiêu lần như vậy rồi, vậy mà cũng không ngán. Nè, đại ca. Sao? Tự dưng ông đuổi ba đứa mình ra khỏi lớp là sao vậy? Để tôi gọi điện thoại cho mẹ tao. Nè, em có tắt điện thoại hay không? Em muốn tôi tịch thu. Đi theo tôi. Đi đâu vậy thầy? Đi rồi biết. Thật ra việc lấy dấu vân tay là chỉ để đối chiếu, nhằm phục vụ cho công tác điều tra liên quan tới việc em định bị đánh. Chúng tôi mời thầy làm người giám hộ cho các em học sinh này. Hay là tôi gọi giáo viên chủ nhiệm của các em đến đây luôn được không ạ? Ừ, vậy thì tốt quá. Dạ. Alo, thầy Hào phải không ạ? Mời thầy xuống phòng giáo vụ ngay bây giờ, có gì cần. Hai anh đợi một chút. Gia đình. Vô đi. Thôi. Chạy đi đâu mà gấp vậy em? Chạy trong kia đứng đi. Có gì đâu mà phải sợ. Vô đây. Thầy, thì gặp tụi em gấp có chuyện gì không thầy? Giới thiệu cho các em, đây là hai anh cảnh sát bên đội điều tra của quận, đến gặp các em có chút việc.
Mời vào. Dạ, các anh gọi em có chuyện gì không ạ? À, giới thiệu với thầy Hào. Đây là hai anh cảnh sát điều tra của quận tới thẩm vấn một số người có liên quan tới vụ việc của em Định ở lớp 11A2. Còn đây là thầy Hào, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A3. Dạ, chào các anh. Dạ, chào thầy. Dạ, chào thầy. Chị Tám ơi, chị Tám. Dạ dạ. Dạ. Cô kêu tôi hả? Trong nhà này có mình tôi với chị, không kêu chị kêu ai? À, dạ có tôi nè. Hôm nay ở nhà không ai ăn cơm hết, khỏi nấu. Nấu đủ mình chị ăn thôi. Giờ nấu cho tôi chén súp nóng là được rồi. Vậy hả? Sao cô không nói sớm? Tôi nấu cơm rồi. Tôi cũng lôi thịt thà trong tủ lạnh ra rã đông hết rồi. Vậy thì chị nấu, chị ăn trưa rồi ăn chiều luôn. Tôi đâu dám ăn. Sao không dám ăn? Chị có sợ mập đâu mà không dám ăn. Ăn cho có sức khỏe để còn làm công chuyện nhà nữa chứ. Hơn nữa sắp tới, tôi có nhiều việc phải lo, cho nên phải đi ra ngoài. Công việc nhà là một mình chị làm đó. Dạ. Ủa, ý cô ít ở nhà là sao? Tôi phải đi làm việc, nhiều việc phải giải quyết. Chưa nói tới việc vừa đi làm, vừa đi học nữa. Hả? Ý cô là cô đi học như Duy, đi làm giống chú Quang hả? Không lẽ trong đầu chị nghĩ tôi chỉ biết ở nhà làm đẹp thôi sao? Ừ. Alo, ai đó? Dạ, thưa có phải chị là chị Nguyên, mẹ của em Khang Duy không ạ? Đúng rồi, có chuyện gì không? Dạ, tôi là trưởng phòng giáo vụ của trường. Chúng tôi mời chị đến trường ngay bây giờ, được không ạ? Thầy, bộ thằng Duy nó lại nghịch phái gì sao thầy? Dạ, chuyện cũng khá nghiêm trọng, liên quan tới pháp luật. Hả? Có hai anh bên cảnh sát điều tra đang làm việc ở trường ạ. Thầy nói sao? Liên quan tới pháp luật là sao thầy? Có chuyện gì xảy ra với con tôi sao? Thầy, alo. Alo. Dì phải ăn đi mới khỏe được. Dì chịu khó ăn chút nha dì. Dì muốn vô bệnh viện thăm thằng Định. Dì muốn gặp thằng Định. Để chiều nay con đưa dì vô bệnh viện thăm em Định nha. Nhưng mà dì đừng có khóc nữa. Dì mà khóc như vậy hoài á thì bệnh sẽ nặng thêm đó. Nha. Dì, dì ăn chút đi nha dì, cho khỏe. Tụi con giấu dì chuyện gì phải không? Thằng Định nó còn sống hay là đã chết rồi? Hả? Con nói cho dì biết đi. Thằng Định nó làm sao rồi? Nó mà chết rồi thì dì còn sống làm chi nữa? Đi cho dì chết theo nó đi con ơi. Con ơi. Alo, dạ em nghe đây chị. Em đang ở đâu chị? Em đang ở nhà dì Liên đây. Bên cảnh sát điều tra đã vô trường lấy dấu vân tay của tụi thằng Duy rồi. Nếu có gì á, em liên lạc với người quen bên đó, hỏi coi có thông tin gì hay không nha. Vậy hả chị? Dạ, để em sẽ liên lạc liền. Vậy chị hả? Ừ. Chị ơi, con có công chuyện nên phải đi một chút. Dì ở nhà nằm nghỉ đi nha. Có tin tức gì của thằng Định phải không con? Dạ, tốt rồi dì. Con ơi, cho dì đi thăm nó, cho dì đi thăm nó đi con ơi. Dì, dì ở nhà nằm nghỉ đi nha. Để chiều nay
con sẽ đưa dì vô bệnh viện thăm em Định. Chút nữa con Tâm nó sẽ về với dì. Dì ở nhà nằm nghỉ đi nha. Nha dì. Con đi nha. Mày là đàn ông hay đàn bà vậy? Mà khóc như mưa vậy? Chưa chi mà đã sợ rồi. Mày nói hay quá. Tao mà đưa cái giấy triệu tập của công an về cho ông bà, chắc tao bị đốt thành tro luôn quá. Mày hay thì giúp tao đi. Hay là ngày mai không có lên công an, trốn luôn đi. Ừ, ý kiến hay. Ngày mai mày khỏi đi, để tao với Cường đi thôi. Mày nhớ là xé tờ giấy triệu tập đó đi nha. Có đường không? Công an kêu mà không tới, rồi họ tới tận nhà bắt tao đi tù luôn rồi sao? Tù cái gì đâu mà tù. Một lát tao đi về nói chuyện với bà già tao một tiếng là đám công an này nó giải tán hết. Có được không? Mày nghe nè, một lời nói của tao là đáng giá ngàn vàng. Ba của tao là sếp sau của công an của cả cái thành phố này. Còn những người đã vào trường á, họ chỉ là công an quận thôi. Mày sợ gì? Nhăm nhó gì? Thiệt đó. Mày cứ yên tâm đi, không có sao đâu. Đừng có lo quá. À lên, về thôi. Anh, sao rồi anh? Anh nói có thông tin. Là thông tin gì ạ? Bình tĩnh, uống gì thì gọi đi. Ờ, cho em trà đá được rồi. Anh nói có kết quả. Là kết quả anh sao? Dấu vân tay trùng khớp. Của ai? Thì của thằng bé tên Hùng, trong nhóm mà My nói đó. Vậy hả? Vậy bây giờ mình làm sao nữa anh? Mình khởi tố vụ án được chứ? Sinh viên Cường Lục loại giỏi mà hỏi vậy là sao? Là sao? Thì mình có đầy đủ chứng cứ. Mình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đúng không? Chưa đâu. Ngày mai cậu Sơn sẽ mời từng người trong nhóm này lên công an quận để thẩm vấn lấy lời khai, để củng cố chứng cứ đầy đủ. Khi đó mới khởi tố được chứ. À, mấy cậu này đang là học sinh lớp 12, không nghĩa là chưa đủ tuổi vị thành niên, lại phải có phụ huynh giám hộ trong khi lấy lời khai đúng không anh? Chính xác. Sẽ phức tạp hơn một chút. Đó là chưa nói, hình như trong nhóm này có một cậu là con ông cháu cha thì phải. Vậy là không đơn giản như em nghĩ rồi. Cuộc đời mà, đâu có lúc nào đơn giản đâu em. À, chị à. Hả? Cho tôi hỏi là cô chủ khi nào về vậy? Sao tôi biết? Nói với tôi là 30 phút mà sao giờ 40 phút rồi chưa thấy về nữa. Thì cũng tại chú á. Ủa? Sao tại tôi? Chị nói vậy ý là sao? Thời buổi bây giờ á, cái gì người ta cũng nói thách. Chú phải biết trả giá chứ. Xin lỗi cậu, chuyện tưởng là đơn giản, quá ra lại phức tạp. Có chuyện gì mà làm người đẹp phải nhăn nhó như vậy? À,
chuyện thằng nhỏ con tôi ở trường đó. Tự nhiên cảnh sát điều tra ở quận tới lấy dấu vân tay của nó kìa. Nhưng mà để làm gì? Thì trong trường của nó có một thằng nhỏ bị đánh bất tỉnh, hôn mê trong bệnh viện. Rồi cảnh sát á tới trường điều tra, lấy dấu vân tay của thằng Duy con tôi. Thiệt là vô lý hết sức. Nhưng mà họ chỉ lấy vân tay của mình anh con chị thôi đúng không? Không, cả nhóm, ba đứa chơi chung với nhau. Vậy là họ đã có chứng cứ từ phía nạn nhân rồi. À, rồi cuối cùng sao chị? Thì thằng Duy nó cự nữ gì đó, nên thầy giáo kêu tôi lên để giải quyết. Rồi chị giải quyết làm sao? Thì cũng xong hết rồi. Bên điều tra họ nói là chỉ muốn tìm chứng cứ thôi. Nếu như thằng Duy nó không làm cái gì, thì nó không việc gì phải lo lắng hết. Vậy mà bên đó còn đưa tôi cái giấy triệu tập, bắt tôi phải đưa nó lên để điều tra riêng, thẩm vấn nó nữa. Đang bực mình chuyện này hết sức luôn vậy đó. Mà chị đã hỏi kỹ cháu chưa? Nó cam đoan với tôi là nó hoàn toàn không dính dáng gì tới chuyện này hết. Nếu vậy á thì chị đâu có gì phải lo lắng. Công việc của tụi nó là tụi nó phải làm đúng trình tự như vậy thôi. Ừ. À, chị hẹn tôi qua đây có chuyện gì khác chuyện đó không? Tôi hẹn cậu đến đây á là để hoàn tất giấy phép văn phòng luật sư. Tất cả giấy tờ hồ sơ tôi đã ký hết rồi. Anh Quang có đồng ý không chị? Anh Quang thì không đồng ý, nhưng còn tôi thì nhất định phải làm cho bằng được. Vậy cũng khó cho chị quá. Chị phải cố gắng thuyết phục anh Quang để anh Quang đứng sau hậu trường. Vậy là anh Quang nói đúng hả? Anh Quang nói gì chứ? Thực chất ra cậu muốn lập văn phòng này là chỉ để chạy án thôi đúng không? Còn tất cả những gì cậu nói với tôi là không đúng sự thật. Không không, mọi chuyện không phải như vậy. Thật ra thì chị cũng hiểu là nếu như mình không có tay trong á thì lợi thế cạnh tranh của mình sẽ suy yếu đi. Thành ra là chị cố gắng thuyết phục cho bằng được anh Quang thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Con mài chuông nước. Con có biết khi nào chị Ngọc Anh về không? Dạ con đâu có biết đâu. Có gì chú gọi điện thoại cho chị đi. Hôm nay á chị đi đâu tùm lum luôn á, có khi không về nhà luôn á. Để chú gọi điện thoại cho Ngọc Anh nha. Thay ba quý khách nằm ngoài vùng phủ sống, nằm trong vùng phủ mền, đúng chú? Ai dạy con nói kiểu đó vậy? Thì mấy người ở chỗ làm con á, họ hay nói vậy lắm luôn á. Ở chỗ điện thoại chị của con á, chuông đổ. Chắc có lẽ chị con đi ngoài đường nên không bắt máy. À, nè, khi nào Ngọc Anh về á, con đưa cái này cho chị con nghe. Nói chị con á, là điền đầy đủ thông tin vào đây, rồi đưa lại cho chú nghe. Con biết rồi nè. Cái này á là cái bao đựng giấy tờ nhà, đúng không chú? Chú đưa cái này cho chị hai con, đặng chị hai con đưa cho mấy người công an, đúng không chú? Con nói thiệt mà, con đọc được mà. Con thấy ba con hả? Cầm cái này hoài luôn á.
Ba con nói đó, là phải đưa cái này cho người ta để lấy tiền để chữa bệnh cho mẹ con. Mẹ con nằm bệnh viện cần nhiều tiền lắm á, chú biết không? Mày làm cái giống gì mà ngày nào mày cũng đi học viện trễ vậy hả thằng kia? Lẹ lên, ra mà phụ ba mày, dọn hàng. Làm cái gì mà mặt mày cứ ngơ ngơ ngáo ngáo hoài? Chờ tao thay áo ra cái đã. Mày làm gì mà dọn vậy? Mày mà ra trễ á, ba mày đánh cho nhự đồ. Chứ ở đó mà láp nháp tại sao đi học giờ này mới về? Dạ. Hả? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, học xong phải nhìn niên, phụ tao kiếm tiền lo cho một đủ ăn ngại kìa. Sao cuối nào cũng tốt buồn của mình làm sao? Đi ra dọn hàng lẻ lên. Một đủ ăn ngại mà còn những cái. Duy ơi, xuống ăn cơm con. Dạ thôi, ba mẹ ăn trước đi. Con sao vậy? Mở cửa cho mẹ cái coi. Duy. Duy à. Mở cửa cho mẹ. Con sao vậy? Sao không xuống ăn cơm ba chờ? Mẹ ơi, mẹ nói chuyện này cho ba biết chưa? Chuyện gì? Thì chuyện cái trường con với công an đó. À, chưa. Thôi chút ăn cơm xong rồi con nói với ba luôn đi. Ê, thôi mẹ ơi, mẹ nói giúp con đi. Con mà nói là ba chửi con đó. Nha mẹ, nói giúp con đi. Nè, bây giờ con phải nói cho mẹ biết chuyện này ra làm sao, con có liên quan hay không? Chuyện này chỉ liên quan tới thằng Hùng thôi. Con đâu có liên quan gì đâu. Vậy thì có gì đâu lo. Thôi đi xuống ăn cơm rồi đi học bài nữa. Thôi mẹ ơi, thằng Hùng là bạn thân của con, cho nên con phải bảo vệ cho nó chứ. Mà nó làm gì con phải bảo vệ nó chứ. Có phải nó đánh thằng kia không? Dạ phải. Mà thật ra con không phải nó đánh nữa. Nó thuê người khác đánh. Trời ơi, tại sao lại thuê người đánh con người ta? Thì tại thằng Hùng thích con My. Ai biểu thằng Định hớt tay trên chi, cho nên mới bị đánh. Trời đất ơi, chuyện chỉ có như vậy thôi mà thuê người đánh con người ta hôn mê vậy luôn đó hả? Duy à, tại sao con lại giao du với mấy đứa như thằng Hùng vậy chứ? Con phải tránh xa nó ra. Mà cái chuyện này con cũng đừng có nói cho ba biết, không khéo ba lại la nữa đó. Nhưng mà mẹ ơi, công an đã gửi giấy triệu tập là ngày mai con với thằng Cường và thằng Hùng phải lên công an quận đó. Con sợ lắm mẹ ơi. Có gì đâu mà sợ. Con không liên quan thì không liên quan, vậy thôi. Mẹ,
thằng Hùng không lên được không mày? Không được, thằng Hùng phải lên, thành thật khai báo. Chuyện có sao thì nói vậy. Thằng Hùng mà không lên, công an sẽ tới nhà để bắt nó lên đó. Xuống cơm để ba chờ kìa. Alo, tao nói mày nghe này. Chuyện gì? Cái tờ giấy triệu tập của mày đó, mày đưa cho ba mẹ mày chưa? Chưa, tao chưa có đưa mà đã bị ăn đòn nhận tử rồi nè. Tại sao vậy? Thì tại bữa nào cũng về trễ, ông già phải dọn quán một mình đó. Vì ngày mai á, mày khỏi đưa tờ giấy triệu tập cho ba mẹ mày, mày cầm cái tờ giấy đó tới gặp tao. Tao biết rồi. À mày nè, mày có chắc là ba mẹ mày che chắn được không đó? Mày nhát như con thỏ vậy, sợ gì? Anh phải biết là anh đâu có ngồi cái ghế đó lâu hoài, đúng không? Mà giỏi lắm á, thì cũng chỉ ngồi 10 năm nữa thôi. Nè, em muốn hỏi gì thì hỏi đại đi. Em đừng có vòng vo, mất thời gian nữa. Nè, anh á, không có khi nào mà nói chuyện với em nhỏ nhẹ, tử tế được một câu nào hết trơn. Thôi được rồi, em muốn gì em nói anh nghe đi. Anh còn nhiều việc phải làm lắm, còn sắp báo cáo anh cần phải đọc nữa. Tại sao anh lại đem về ở cơ quan về nhà làm chi vậy? Thì nhiều việc lắm, ở cơ quan làm không hết, anh phải đem về nhà đọc chứ. Sao, em muốn nói với anh về cái chuyện công ty tư vấn của cậu Hưng phải không? Còn chuyện gì nữa anh? Em à, anh đã nói với em nhiều lần rồi. Thực chất công ty tư vấn của cậu Hưng là một công ty chuyên chạy án. Em nhảy vô đó là làm khó anh. Cậu Hưng không phải là tay dừa đâu nha. Cậu ta muốn kéo em vô là để buộc anh trở thành đầu mối. Vậy thì tốt chứ sao anh? Giờ thì em phải lo kiếm tiền để còn lo cho tương lai của gia đình mình nữa. Sắp tới con mình đi du học ở nước ngoài, anh thì bị nghỉ hưu, đến lúc đó tiền đâu mà mình sinh sống, đúng không? Thôi được rồi,
anh đồng ý cho em làm bên công ty cậu Hưng. Thiệt hả? Mà nói trước nghe, vụ nào làm được anh đồng ý thì anh sẽ giúp. Vụ nào mà anh đã nói không được là không được, em đừng có ép anh nha. Được rồi, cảm ơn anh nhiều. Ai đó? Vậy anh làm việc đi. Thành ơi, Út ơi, vậy ăn sáng rồi còn đi học đi làm nè. Chị hai, ba nói là bữa nay em phải vô sớm giao hàng cho người ta đó. Em không có đưa con Út đi học đâu, chị đưa nó đi đi. Vậy hả? Vậy thôi em chuẩn bị rồi đi liền đi. Dạ. Dạ, thưa thầy, em nghe ạ. Chiều hôm qua, tôi có gửi hồ sơ xin việc cho em điền vô. Chú cầm tới gặp tôi nghe. Dạ, thầy gửi đâu vậy ạ? Tôi tới nhà mà không gặp em, gửi cho cậu em của em đó. Chúc tôi mời em ăn sáng, nhớ cầm theo hồ sơ đó. Dạ, em cảm ơn thầy nha. Thành, hôm qua có người gửi hồ sơ cho chị, sao em không đưa cho chị hả? Hồ sơ nào? Ai đưa hồ sơ? Chiều qua có cái ông mà lần trước tới gặp chị hai đó. À, giấy tờ nhà của ba hả? Giấy tờ mà đưa cho công an hả? Thôi, em vô đi kiếm rồi đưa liền cho chị nha. Chú kiếm ai? Trời ơi, tôi tới mấy chục lần rồi mà chị hỏi tôi kiếm ai nữa? Thì ông bà chủ quy định cho tôi phải hỏi khách gặp ai mà. Giờ tôi đâu biết cậu cần gặp ai. Không hỏi á, kẻ gian vô nhà làm sao? Alo. Chị Quyên hả? Tôi tới rồi nè, tôi đang đứng trước cổng nè. Vậy cậu vô nhà ngồi chờ tôi một chút nha. Nhưng mà người giúp việc của chị á, nói tôi phải trình gửi mới cho tôi vô được. Mèn ơi, tôi hỏi có một câu à, thì chú phải trả lời một câu cho phải phép chứ. Có mất mát gì đâu không nói. À, chú dư tiền quá mà, điện thoại cho tốn tiền chơi mà. Chị Tám, sao chị không mở cửa cho khách vô nhà? Thì cô kêu tôi khách nào tới phải hỏi là ai mới mở mà. Thì giờ mở cho người ta vô nhà đi. Thì giờ cô kêu tôi mới mở chứ. Đi đi. Người giúp việc của tôi mà như vậy á, chắc tôi đuổi cổ từ đời nào rồi. Thôi, cậu đừng có chấp nhặt chỉ làm gì. Được cái á, chỉ thiệt thà, mà nấu ăn cũng ngon, rồi làm công chuyện nhà cũng kỹ lưỡng nữa. Ừ, cậu uống nước đi.
Chị nói là có việc quan trọng cần bạn. Là chuyện gì vậy? Ừ, tôi có hai tin vui. Một á, là anh Quang đã đồng ý cho tôi tham gia cùng với công ty của cậu. Còn thứ hai á, là mình có khách hàng mở hàng liền cho mình luôn. Vậy hả chị? Ừ. Rồi vậy thì tốt quá rồi. Ủa, mà chị nói là mình có khách hàng. Là ai vậy? Vụ việc ra sao? Bạn thằng Duy nhà tôi, nghe đâu là con nhà cũng khá giả lắm. Nó giành bạn gái ở trong trường, đánh lộn với một thằng nhỏ lớp khác bị thương. Giờ công an quận đang kêu nó lên thẩm vấn. Trời đất, mà nó kêu chị lo vụ này hả? Mức độ thương tật bao nhiêu? Tôi cũng chưa biết nữa. Mà sáng nay á, bên công an quận kêu tôi lên thẩm vấn, rồi cần người bảo hộ nữa. Sẵn đây, cậu đưa thằng Duy với lại thằng nhỏ đó đi thẩm vấn luôn nha. Được rồi. Ủa, mà giấy triệu tập đó, nó hẹn mấy giờ? Duy à, xuống đây cho chú Hưng hỏi chuyện nè con. Con ngồi xuống đó đi. Dạ. Cái giấy triệu tập đâu? Đưa cho chú Hưng coi. Rồi thằng Hùng bạn con, nó hẹn mấy giờ qua đây vậy? Dạ, hồi nãy con hẹn nó 7 giờ. Mà bây giờ 7 giờ rưỡi rồi, mà chưa thấy nó tới nữa. Để con lên lấy giấy triệu tập của con. Ừ.